khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn sự thanh tịnh như thế không sanh cõi dục phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi dục phật dạy vì tự tánh cõi dục không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi dục xá lợi tử lại bạch sự thanh tịnh như thế không sanh cõi sắc phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh Xá lợi tử Bạch, tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi sắc? Phật dạy: Vì tự tánh cõi sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi sắc. Xá lợi tử lại Bạch, sự thanh tịnh như thế không sanh cõi vô sắc. Phật dạy: Như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử Bạch, tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi vô sắc? Phật dạy vì tự tánh cõi vô sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi vô sắc. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn sự thanh tịnh như thế bản tánh vô chi. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch, tại sao sự thanh tịnh như thế bản tánh vô chi? Phật dạy vì tất cả pháp bản tánh trì độn nên sự thanh tịnh như thế bản tánh vô chi. Xá Lợi Tử bạch Tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch tại sao tánh của thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch tại sao tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh xá lợi tử bạch tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh, xá lợi tử bạch, tại sao tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của thanh hương vị xúc phép xứ vô tri tức là thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy, như vậy là rút giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, Tại sao tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy vì tự tướng là không, nên tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh, xá lợi tử bạch, tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh, Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch, tại sao tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tri tức là thanh tịnh? Phật dạy vì tự tướng là không nên tánh của sắc giới cho đến cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh